Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video tiếp theo mình sẽ phân tích thêm về Dogecoin, xem tình hình là 24 giờ qua có sự biến động như thế nào. Trước khi bắt đầu video, mình xin nhắc lại mình chia sẻ những suy nghĩ và những trải nghiệm của mình về thị trường crypto và không được cho là lời khuyên đầu tư. Đầu tiên là mình sẽ vào xem biểu đồ của Dogecoin. Đây là khung 1 giờ thì các bạn đã biết là 24 giờ qua rất là biến động Sau Saturday Night Live thì Sau khi được cá mập đâm rất là mạnh mẽ Thì giá Dogecoin đã hồi phục rất là nhanh chóng Các bạn thấy là hồi phục rất là nhanh Từ cái đáy là 41 sen Mà lên đến gần đây nhất là 61 sen mà wow, tăng rất là rất là nhanh rất là tốt thì mình sẽ đo là phần trăm mình hồi phục là bao nhiêu phần trăm 43% Wow nó là mạnh mẽ Và bây giờ đang điều chỉnh một tí Có một cây nến đỏ đây Và mình nghĩ là sẽ lên lại Rất là nhanh chóng Đây là khung 1 giờ Bây giờ mình qua xem khung 4 giờ thì như thế nào Khung 4 giờ thì Mình có một đường trung bình đây Là đường trung bình 50 Và hiện giờ giá mình đã nằm trên đường trung bình 50 rồi Có lúc rồi rơi xuống tận gần đây nhưng mà bây giờ hiện giờ đang nằm trên đây thì đây là một tín hiệu rất là tốt để tiếp tục tăng lại. Bây giờ mình qua khung ngày. Thì khung ngày thì rất là tốt. Giá của bit uh, của Dogecoin. Đây là cái đường trung bình 21 ngày các bạn mà mỗi lần Dogecoin điều chỉnh xuống ấy là sẽ điều chỉnh xuống cái đường này. Đợt gần đây xuống mình cũng điều chỉnh gần đến đây rồi. Thì điều điều này rất là bình thường. Tại vì như các bạn biết là bi đồ Bitcoin này thì Bitcoin còn điều chỉnh mạnh hơn nữa các bạn các bạn thấy nhá đây bị bị đồ khung ngày của Bitcoin đây đường trung bình 21 ngày là Bitcoin đã điều chỉnh xuống cả đường trung bình 50 ngày luôn Đấy, nên mình thấy là so với bị đồ của Dogecoin là Dogecoin rất là tốt rất là tốt so với Bitcoin Đấy, mà Dogecoin chỉ điều chỉnh xuống đường trung bình 21 ngày thôi nên mình thấy là tín hiệu tăng trưởng tiếp vẫn rất là cao trong những tháng tiếp theo. Bây giờ mình qua khung tuần thì sao? Khung tuần thì mình có rất là nhiều tuần nến xanh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nến xanh liên tục. Chỉ có một cây nến đỏ ở giữa này thôi. Đã lượng đất tăng trưởng rất là kinh khủng. Rất là kinh khủng các bạn. Và sau khi được bác Elon Musk tweet liên tục thì giá đã tăng từ dưới này lên để mình xem là từ đầu năm chứ đầu năm là đây đây đầu năm là đây thì mình đo là tăng trưởng bao nhiêu là tháng 12 này năm 2020 này đấy bắt đầu cái Twitter của cái Christmas này thì mình đo lên tăng bao nhiêu tăng 1 và wow, tăng 15 000 835 phần trăm quá dữ luôn các bạn từ đầu năm đến bây giờ rất là kinh khủng Đấy, thì đấy là biểu đồ thì nói chung là mình thấy là rất là bình thường đấy là, 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 nó nếu các bạn nào mới tham gia thì các bạn chưa hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào nhưng mà đấy là thị trường crypto luôn luôn điều chỉnh giá xuống thì mới tăng liên tiếp được nên mình thấy cái bị đồ của Dogecoin là điều chỉnh rất tốt so với bị đồ Bitcoin Bitcoin có khi điều chỉnh xuống cận tận cái đường trung bình 130 ngày luôn Gần đụng luôn các bạn đấy, xong Trong khi đấy Dogecoin là vẫn giữ trên được cái đường trung bình 21 ngày và cả trên đường trung bình 50, 50 ngày luôn Chưa xuống dưới này bao giờ đấy. Bây giờ mình qua xem là tin tức như thế nào thì như các bạn biết là mình mới vừa có Saturday Night Live Thì có một cái video hôm qua mình chưa chia sẻ được là cái video này Chart on Marks SNL Rất là hay các bạn Thì vì bản quyền nên mình nghĩ là mình sẽ không có chạy video này thì các bạn có thể vào trang Saturday Night Live để xem thì mình sẽ xem thử sơ sơ qua thôi để mình có ý mình nói nói chuyện. tại vì đây là một cái như mình biết ấy là cái Saturday Night Live này ấy, là ý của bác Elon Musk là muốn nói đến thị trường crypto cho rất là nhiều nhà đầu tư mới và muốn giới thiệu đâu cho coi nè. thì như trong cái video này ấy, là để mình tua lại cái cái đoạn quan trọng này đây, cái đoạn này là bác Elon Musk này nói với một bạn này. Bạn này là đang ở trên uh, sao Hỏa các bạn. Thì đây là một cái viễn cảnh mà bác muốn tạo thành sự thật là khi mà con người của mình lên được lên sao Hỏa và mình tạo lên một hành tinh mới. Loài người mình có thể biến sao Hỏa thành như là trái đất ấy. Thì đây là một cuộc gọi này này thế mình bấm tí tại vì chờ xem cuộc gọi của bác Elon Musk và bạn này đấy thì ý bác nói là bác uh, in charge the whole uh, Mars uh, colonization project và bạn này là một trong những bạn uh, uh, những người đầu tiên lên trên sao hỏa và các bạn có thể chú ý là bạn này mặc đồ này giống uh, giống cái tay của cái chó Shiba này. Đấy. Đây là một tín hiệu rất là uh, bullish cho Dogecoin. Mình tiếp tục nghe. Oh, wow. You won't survive this mission to save your fellow. Có nghĩa là bác Elon Musk nói thẳng. Uh, bật cái... Uh, cái oxy để cho đấy OC restore oxy restore để mà mọi người ở trong trong nhà ấy, có không khí đấy. đấy thì nói chung đây là một cái độ vi, video rất ngắn nhưng mà đây là một cái viễn cảnh tương lai các bạn mình 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 hy vọng là thế hệ của mình và bạn có thể chứng kiến được điều này xảy ra là à, loài người của của mình lên được mà sao hỏa. Đấy là điều mình nghĩ là trong 20 năm đến 30 năm nữa mình nghĩ là không phải là giấc mơ nữa mà sẽ là hiện thực. Rồi thì khi mà có cái thông tin gì từ từ sao hỏa tốt ấy

Aiming at everything to ensure, that will be. to ensure that humanity's future will be among the... among the stars. Rất là powerful các bạn. Rất là tuyệt vời. Thì đây là cái vision của bác Elon Musk mà mình rất là thấy rất là tuyệt vời. Mình rất là cảm thấy hạnh phúc khi mà được sống cùng thờ với bác Elon Musk để chứng kiến một cái bước ngoặt mới của loài người là có thể ra ngoài vũ trụ các bạn. Từ trước giờ loài người chúng ta chưa hề có thể làm được điều đấy. Mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà cũng cùng sống và chứng kiến loài người chúng ta từng bước một có thể bắt đầu ra vũ trụ. Rất là tuyệt vời. Cái câu nói này cực kỳ powerful. Among the stars các bạn là cùng với những ngôi sao khác. Rất là kinh khủng. Rồi ok. Thì mình tóm tóc video như vậy. Thì các bạn có thể thấy một cái hình đấy là cái bạn này này có cái tay giống con chó uh, như đâu ấy đây là một cái hình nhá và một cái video mới mình mới vừa xem bạn này bạn tìm ra được uh, cấp kênh này là mình hay theo dõi về nó về Dogecoin này bạn tìm ra được một cái hình rất là hay mình muốn chia sẻ với các bạn là đây thì cái video này hôm, hôm hôm qua mình chia sẻ cho các bạn rồi là cuộc nói chuyện với với hai bạn khác và bác Elon Musk đóng vai là financial expert và tên của bác là Lloyd Oyster Tech Đấy, đấy là một cái hình nhé các bạn nhé, rất là hay, rất là thú vị. Thì uh, mình sẽ không có cho chạy video về bản quyền nên mình sẽ tua qua. Uh, mình tua đến cái đoạn mà quan trọng thôi. Thì đây các bạn tuyệt vời một trời. Thì khi mà mình chơi chữ, bác, bác Elon Musk George. chơi 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 chữ các bạn thì những cái chữ này cái này mình khi mình thay đổi vị trí lắp ghép mình sẽ được là those rarely two st wow rất là hay bạn này rất là giỏi mình công nhận là có thể nghĩ là được như vậy bạn bạn bác ilo mới cũng rất là vài đái chơi chữ kinh khủng luôn thì uh, xem là bạn này phân tích tiếp là như thế nào quan trọng là mình phải tìm cái từ st là như thế nào st thì xem bạn này bạn phần... phân bằng uh, research khi mà search ST trên Google ấy, thì bạn này sẽ tìm ra là Germany German University for Scraper Temple with the Time thì mình bấm tiếp theo là bấm qua một tí tua một tí rồi thì uh, ST còn có, có, nghĩa là sing temple Temple is a strategy tactical cooperative board game for 1 to four players that must colonize a prime modern planet. The hero will have to fly with local. Đây, đây là cái hình nha các bạn. The planet colonize to to Mars đấy. Mars các bạn nhá, colonize Mars. Từ đây là dự án mà các bác Elon Musk đang ấp ủ trong mà uh, tương lai. Mình nghĩ là không không còn lâu đâu. Mình nghĩ là khoảng 5 năm đến 10 năm là mình có thể có lên được Mars. Đấy là cái hình các bạn. Đấy, to Mars nhé. Hoặc là to the moon. Mình có thể dùng từ nào cũng được hết. ST là như vậy. Thì đây là một cái cái tín hiệu mà uh, bạn này rất là giỏi là tìm ra. Ý của bác Elon Musk là như vậy. Là, Those go to the moon. Hay là those go to Mars và Dogecoin sẽ dùng được uh, sẽ là dùng đồng tiền tệ mà sử dụng trên uh, sao hỏa các bạn đây mình quay lại cái video này khi mọi mà mọi người con người của chúng ta có thể colonize Mars ấy, thì cái tiền tệ mà dùng ở trên uh, sao hỏa là sẽ là Dogecoin bác Elon Musk đã chọn rồi vì bác là người tiên phong khai khai phá ra cái vùng đất mới và đưa loài người lên sao hỏa thì đồng tường tệ là do bác lựa chọn thôi và bác đã chọn là Dogecoin Rất là kinh khủng Đấy, khi các bạn kết nối những cái uh, thông tin mà được bác truyền tải Ở trong cái SNL ấy, thì các bạn sẽ hiểu là ý của bác muốn như thế nào Rồi bây giờ mình tiếp tục là đây một cái tin mới rất mới các bạn Là cũng rất là bullish for Dogecoin SpaceX accept Dogecoin as payment to low do one mission to the moon next year là năm 2022 các bạn nhé là đây là cái space uh, SpaceX loan này và mình vào chi tiết xem là như nào uh, the first quarter là đầu năm 2022 đấy và sẽ chọn Dogecoin là, là currency at full payment for lunar Xem Shen Mo Rick and now that Doe Coi Fun Mission on Sunday. Đấy là cái này là mới tiết lộ Sunday là hôm qua đây các bạn. Which SpaceX communication team confirmed in an email reported reports the mission financial value were not disclosed. Rồi ok thì mấy cái này làm những công tin kỹ thuật thôi. Mình uh, xem view này có gì nữa Đây là một tweet của bác là hồi tháng uh, Ngày 1 tháng 4 nè Là SpaceX is going to put little Turquoise on a little moon Thì mọi người có nghĩ là bác là Tweet câu này là kiểu như là joke á Ở ngày uh, cả tháng 4 các bạn Nhưng mà không hề joke thế nào các bạn nhé Bác nói là bác làm thật luôn Đấy các bạn thấy là thật luôn nhé Là bây giờ là SpaceX đã dùng chấp nhận Dogecoin làm đồng tiền đâu rồi để mình quay lại đâu uh, Dogecoin là làm payment này. to loan those one mission to the moon next year đấy không có không có là gọi là nói là làm mất các bạn chứ không có phải là nói đùa cực nữa nay mình thấy bác Elon Musk rất là tin tưởng rồi đấy thì cái 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 này là nói sơ về Rocket Falcon 9 là uh, thì có nghĩa là cái Falcon 9 này ấy là designed ờ uh, có thể 10 or more fly than with no review refurbished between each fly. Wow. Có nghĩa là có thể bay 10 10 lần mà không có cần phải tu um, tu sửa Và có thể bay 100 lần trước khi mà có thể nghỉ ngơi Retired Đấy, rất là rất là tuyệt vời Tại vì bình thường ấy, cái booster này ấy, Là mỗi lần NASA phóng lên ấy, Là sẽ bị nổ các bạn Sẽ rơi lại trái đất và không sử dụng lại được Nhưng Bác Elon Musk đã làm một điều gọi là Innovation Rất là sáng tạo mà chưa ai có thể làm được Là cái booster này có bay lại ngược lại cái cái bệ phóng và có thể dùng lại rất là nhiều lần, cả trăm lần. rất là tiết kiệm. Chứ hồi xưa để mà phóng tàu vũ trụ lên là coi như là tốn rất kém thì cả tỷ tỷ đô, chứ bây giờ một cái lần phóng là chỉ có vài lần thôi. Đấy, tiết kiệm rất là nhiều tiền. Và một cái mission của Ba Elon Musk của SpaceX là thay đổi cái uh, cái kiểu như là Máy bay bình thường các bạn Thì uh, Thì bình thường mình bay uh, Sử dụng máy bay ấy. À, đây. Thì mình có thể dùng cái này này Đi vòng quanh để đất, đất được Đây cũng là một, một cái mission mà đây, Dùng cái này không chỉ ra ngoài vũ trụ Mà có thể bay từ Mỹ qua London Hay là bay về Việt Nam đây, Có là Cái khoảng thời gian bay à, giữa những đất nước. Bây giờ chỉ còn một tiếng đồng hồ thôi. Thì mình xem là có trong cái roadmap ở đây không? Thì như không có. Không có rồi. À, coi là cái 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 đấy lâu rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Thì mình nghĩ là trong 5 đến 10 năm là điều đấy có thể xảy ra là mình có thể di chuyển rất nhanh từ tất cả mọi nơi trên đất này chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ maximum. Chứ không có tốn rất là nhiều thời gian như bị đi máy bay bây giờ, là quá nhiều thời gian. Rồi mình xem thông tin gì mới nữa không. Đã như vậy là mình đã cập nhật uh, thêm thông tin về cái cái SNL9 này các bạn nhé. Thì các bạn có thể tự connect ở dot. Đấy, kết nối những cái thông tin lại là như vậy là rất là bullish list for Dogecoin. Và mình nghĩ là nhà đầu tư đã hiểu ra điều đấy Nên giá đô coi bây giờ đã hồi phục quá nhanh chóng Rất là tuyệt vời Và trong tương lai năm nay mình mình nghĩ là đô coi khi mà có tin những tiêu tốt như vậy ấy, thì lên đến 3 đô là mình nghĩ là khả năng khả năng là 3 đô còn lên được nữa không thì uh, phải nhờ vào tình hình bác Elon Musk có liên tiếp tục và uh, tích liên tục nữa không để đại giá hay không Thì mình sẽ chờ đợi xem trong năm nay như thế nào Ok thì đấy là Cập nhật của mình về tình hình của Dogecoin Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý Thì cho mình xin một like Để mình có động lực làm video Xin chào tạm biệt các bạn